Chào mừng em đến với chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Truyền hình Hưng Yên. Cô rất vui được đồng hành cùng em trong bài học hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cô đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu bài học. Chúng ta đã nghiên cứu 6 vùng trên 7 vùng kinh tế. Hôm nay chúng ta tiếp tục vùng kinh tế tiếp theo, đó chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khác với các vùng kinh tế khác, đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta tìm hiểu về vấn đề sử dụng và cải tạo hợp lý đồng bằng sông Cửu Long. Thế thì để nội dung của bài này chúng ta sẽ có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai là các thế mạnh và hạn chế của đồng bằng sông Cửu Long. Thứ ba, chúng ta tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long. Cô mời các em đi tìm hiểu nội dung số 1 là các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long. Tương tự như các vùng kinh tế khác, việc đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số nét khái quát về đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn quan sát lên màn hình, đây là toàn bộ về diện tích và dân số của các vùng của nước ta. Thứ nhất là 6 vùng kinh tế các bạn đã học. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vùng tiếp theo, đó là đồng bằng sông Cửu Long. Với diện tích là 40,6 nghìn km vuông, chiếm 12,3% diện tích toàn quốc. Dân số 17,8 triệu người, chiếm 18,6% dân số của cả nước, theo số liệu thống kê năm 2018. Vậy thì chúng ta thấy rằng là so với các đồng bằng châu thổ khác, đặc biệt là so với đồng bằng châu thổ sông Hồng, thì đồng bằng châu thổ sông Cửu Long chúng ta đang tìm hiểu có diện tích lớn hơn gần gấp 3 lần so với diện tích của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Vậy chúng ta kết luận đây là đồng bằng châu thổ có diện tích lớn nhất nước ta. Và các bạn quan sát lên bản đồ, chúng ta thấy đây chính là vị trí giới hạn của đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Và đồng bằng sông Cửu Long thì gồm có 13 tỉnh và thành phố. Thứ nhất là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Đồng bằng sông Cửu Long có thành phố duy nhất, đó chính là thành phố Cần Thơ, và đây là thành phố trực thuộc Trung ương. Chúng ta xác định về vị trí địa lý của đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn quan sát lên bản đồ. Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí như sau. Phía Đông Bắc giáp với Đông Nam Bộ. Đây là vùng kinh tế chúng ta đã học, là vùng kinh tế năng động nhất của nước ta và phát triển nhất, cho nên rất thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi, buôn bán, và đặc biệt vùng này tiêu thụ các nông sản của đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai là phía Tây Bắc thì giáp với Campuchia, thuận lợi cho việc giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, rất là dễ dàng bằng cả đường sông và đường bộ. Ba mặt giáp với biển, đó là phía Đông Nam, phía Tây Nam và phía Nam, thuận lợi cho việc giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó, tổng kết lại để các bạn có thể quan sát và hoàn thành vở của mình. Tóm lại là vị trí của đồng bằng sông Cửu Long rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế mở hiện nay. Đồng bằng sông Cửu Long được hợp thành bởi hai bộ phận, đó là phần nằm trong phạm vi tác động của sông và phần nằm ngoài phạm vi tác động của sông. Phần nằm trong phạm vi tác động của sông thì chia làm hai khu vực là phần Thượng Châu Thổ và phần Hạ Châu Thổ. Phần Thượng Châu Thổ thì có độ cao từ 2 đến 4 mét. Phần Hạ Châu Thổ thì thường xuyên bị nước triều xâm lấn và có nơi có khu vực là từ 1 đến 2 mét. Mặc dù phần nằm ngoài phạm vi tác động của sông nhưng vẫn được bồi đắp bởi phù sa sông. Trên đây là toàn bộ nội dung về vị trí địa lý, khái quát và các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí đó, nó có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên và tự nhiên đó có những thế mạnh và hạn chế gì? Thì cô mời các em tiếp tục nội dung thứ hai. Các thế mạnh và hạn chế của đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất là về thế mạnh. Đầu tiên chúng ta biết là đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế quan trọng của cả nước, đó là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta. Tài nguyên quan trọng nhất đó chính là tài nguyên đất. Đất là tài nguyên quan trọng hàng đầu, tuy nhiên so với các đồng bằng khác, đặc biệt là đồng bằng châu thổ sông Hồng, thì đồng bằng sông Cửu Long tương đối phức tạp, gồm có 3 nhóm đất chính. Các bạn quan sát và chú giải. Đây là khu vực thể hiện đất phù sa. Đất phù sa sông do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp với diện tích là 1,2 triệu hectare, chiếm 30% diện tích của vùng. Thứ hai là đất phèn 1,6 triệu hectare, chiếm khoảng 41% diện tích của vùng.
Và đất mặn thì phân bố ở ven Biển Đông và ven Vịnh Thái Lan, diện tích là 75 vạn hecta, chiếm 19% diện tích của vùng. Ngoài ra còn có một số loại đất khác, vậy các em có thể quan sát. Cứ nhắc lại, thứ nhất là với đất phù sa ngọt với diện tích là 1,2 triệu hecta, chiếm 30% diện tích của đồng bằng. Loại đất này rất là màu mỡ phì nhiêu, có giá trị đối với phát triển sản xuất nông nghiệp và có giá trị nhất. Nhóm đất thứ hai là đất phèn với diện tích là 1,6 triệu hecta, chiếm 41% diện tích của đồng bằng. Và loại đất này thì tập trung chủ yếu ở Đồng Tháp 10, Hà Tiên và vùng trũng Cà Mau. Nhóm đất thứ ba là đất mặn với diện tích là 75 vạn hecta, chiếm 19% diện tích của đồng bằng và phân bố ở ven Biển Đông và ven Vịnh Thái Lan. Ngoài ra còn có một số loại đất khác khoảng 40 vạn hecta và chiếm 10% diện tích của đồng bằng, phân bố rải rác ở các vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng là vấn đề đặt ra là với tên đề bài là vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long, thì chúng ta thấy vấn đề ngay ở chỗ là gì đây? Diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long là do sông bồi đắp, nhưng vẫn có diện tích đất phèn, đất mặn chiếm diện tích rất lớn, khoảng 60% diện tích của vùng đồng bằng. Cho nên đây là một vấn đề, là một bài toán đặt ra cho đồng bằng sông Cửu Long trong vấn đề khai thác, sử dụng và cải tạo tự nhiên. Thế mạnh thứ hai đó là về khí hậu. Khí hậu của đồng bằng sông Cửu Long thì các bạn biết đây là đồng bằng nằm ở phía nam của nước ta, cho nên khí hậu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là khí hậu mang tính chất cận xích đạo với hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ quanh năm cao, trung bình là khoảng 25 đến 27 độ C và số giờ nắng trong năm lớn khoảng 2.200 đến 2.700 giờ. Lượng mưa trung bình năm cũng rất cao, khoảng 1.300 đến 2.000 mm. Và như vậy thì cùng với điều kiện thế mạnh về đất thì thế mạnh về khí hậu cũng đã góp phần để cho đồng bằng sông Cửu Long xứng đáng trở thành vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta. Các bạn quan sát lên bản đồ kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Với điều kiện về đất đai và khí hậu như vậy, cho nên đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành vùng trọng điểm về sản xuất lúa và trồng các loại cây ăn quả của xứ nóng. Có điều kiện thuận lợi để tiến hành thâm canh, tăng vụ và tăng năng suất. Thêm vào đó, đồng bằng sông Cửu Long còn có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Nhưng ta biết với cái tên gọi đồng bằng sông Cửu Long bởi vì nó được hình thành bởi sự bồi tụ phù sa của sông Mekong vào Việt Nam, chia thành hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu, đổ ra biển bởi chín cửa, cho có tên là sông Cửu Long và đồng bằng sông Cửu Long. Với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường thủy, phát triển nông nghiệp và phát triển ngành nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Thế mạnh tiếp theo không thể không nói đến của đồng bằng sông Cửu Long đó chính là về sinh vật. Thảm thực vật chủ yếu và đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long đó chính là rừng ngập mặn và rừng tràm. Phân bố chủ yếu ở rừng ngập mặn thì ở Cà Mau, Bạc Liêu, rừng tràm ở Kiên Giang và Đồng Tháp. Động vật có giá trị hơn cả đó chính là cá và chim. Tài nguyên thế mạnh tiếp theo đó chính là tài nguyên biển. Nhưng ta biết là đồng bằng sông Cửu Long có 3 mặt giáp biển và đường bờ biển dài khoảng 700 km. Cho nên với hàng trăm bãi tôm, bãi cá và hàng nửa triệu hecta mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Các bạn chú ý, đây là điều kiện đó để thuận lợi cho đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm về sản xuất thực phẩm, đặc biệt là nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Đã hình thành nên ngư trường trọng điểm, một trong 4 ngư trường trọng điểm, đó chính là Cà Mau, Kiên Giang của nước ta. Thế mạnh cuối cùng đó chính là về tài nguyên khoáng sản. Các loại khoáng sản chủ yếu của đồng bằng sông Cửu Long thì có đá vôi ở Hà Tiên, Kiên Lương, than bùn ở U Minh, Tứ Giác Long Xuyên và hiện nay thì dầu khí đang bắt đầu khai thác ở khu vực thềm lục địa. Các bạn quan sát lên màn hình, cô giáo tổng kết lại các thế mạnh chủ yếu của đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất là về đất. Các bạn nhớ các từ chìa khóa. Đất ở đây là tài nguyên quan trọng nhất, có 3 nhóm. Thứ hai là khí hậu, đặc trưng là khí hậu cận xích đạo. Sông ngòi, dày đặc, kênh rạch chằng chịt. Về sinh vật thì có rừng ngập mặn và rừng tràm. Động vật thì nổi tiếng là cá và chim.
Tài nguyên biển phong phú, có hàng trăm bãi tôm bãi cá. Khoáng sản có một số loại như than bùn, đá vôi, dầu khí và là điều kiện thuận lợi để xứng đáng trở thành vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất ta và phát triển giao thông đường thủy, nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Bên cạnh các thế mạnh thì đồng bằng sông Cửu Long còn có những hạn chế sau đây. Thứ nhất, chúng ta thấy là do khí hậu có hai mùa rõ rệt, mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4. Cho nên đây là một khó khăn rất lớn, các bạn có thể quan sát video sau đây. Tôi năm nay 75 tuổi rồi, chỉ có năm nay tôi mới gặp đứt ruột luôn. Nước tưới tiêu này nè, người ta quý dữ lắm. Một ca mà người ta cũng đã dành người ta tát vô cái gốc này. Năm nay thì coi như nó cao, có khi là 7-8 gram. Đây là một cái mà nó ngoài dự đoán của tỉnh. Thưa quý vị, đồng lúa nứt nẻ, kênh rạch trơ đáy, nước ngọt mặn chát, người dân vùng sông nước miền Tây đang chống chọi với cơn khát khi hạn hán và xâm nhập mặn cùng lúc tấn công. Hạn hán, xâm nhập mặn là hai loại hình thiên tai cùng xảy ra trong thời điểm mùa khô tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó thì hạn hán có 4 cấp độ, xâm nhập mặn có 5 cấp độ. Dẫu đây vốn là quy luật tự nhiên diễn ra hàng năm, tuy nhiên năm nay tình trạng này diễn ra vô cùng gay gắt ở các tỉnh miền Tây, mức độ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đợt hạn mặn lịch sử của năm 2016. Hiện 5 tỉnh miền Tây đã phải công bố tình trạng hạn mặn khẩn cấp, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang và Cà Mau. Trong đó, Cà Mau là tỉnh duy nhất không có nguồn nước ngọt từ các sông truyền về. Các tỉnh khác trước kia có nước ngọt của các sông lớn như sông Tiền, sông Hậu. Thế nhưng năm nay cũng đã bị nước mặn xâm nhập. Thậm chí như tỉnh Bến Tre, hiện nay nước mặn đã bao phủ toàn tỉnh. Vừa rồi các em đã xem video về tình trạng khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta thấy là khô hạn kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, thiếu nước ngọt và nước mặn, hiện tượng nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền làm tăng độ chua, độ mặn trong đất. Thì đây là một trong những vấn đề rất khó khăn đối với đồng bằng sông Cửu Long. Khó khăn tiếp theo là phần lớn diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long là đất phèn, đất mặn, cho nên là khó khăn trong việc canh tác, khai thác, sử dụng, cải tạo. Hơn nữa vào mùa mưa thì nhiều vùng trũng bị ngập nước quanh năm, lũ lụt thì gia tăng trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu toàn cầu. Vậy thì chúng ta thấy là bên cạnh những thế mạnh thì còn có rất nhiều hạn chế đặt ra, cho nên ngay cái tên của đề bài chúng ta thấy là vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên. Vậy để phát huy tối đa những mặt mạnh và khắc phục những mặt hạn chế để đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế quan trọng của cả nước và phát triển bền vững thì chúng ta cần khai thác, sử dụng, cải tạo và hợp lý tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Chúng ta chuyển sang nội dung thứ 3. Trước khi đi tìm hiểu về sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta hãy quan sát lên màn hình. Dựa vào hình 41.3, cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng lớn nhất nước ta là đồng bằng Châu Thổ Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta so sánh về cơ cấu sử dụng đất giữa đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất, đã là câu hỏi so sánh, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là điểm giống nhau. Về cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng lớn này thì chúng ta thấy là đồng bằng Châu Thổ Sông Hồng và đồng bằng Châu Thổ Sông Cửu Long có cái tỷ trọng đất nông nghiệp trong cơ cấu sử dụng đất là lớn nhất, đều trên 50%. Giống thứ hai là các loại đất khác cũng còn diện tích khá lớn. Về khác nhau thì tỷ trọng đất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long là lớn hơn so với đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, về đất chuyên dùng của đồng bằng sông Hồng lớn hơn so với đồng bằng sông Cửu Long. Thế thì nguyên nhân nào dẫn đến sự khác nhau đó? Chúng ta thấy là do cái trình độ phát triển kinh tế và diện tích của đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn, cho nên diện tích đất nông nghiệp lớn hơn. Đồng bằng sông Hồng diện tích nhỏ hơn. Còn về đất chuyên dùng khác nhau vì đồng bằng sông Hồng dân số đông và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa phát triển mạnh hơn. Do đó có sự khác nhau đó. Vậy chúng ta thấy rằng là vấn đề là đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta còn rất nhiều tiềm năng trong việc khai thác sử dụng tài nguyên đất. Tuy nhiên chúng ta khai thác sử dụng nó như thế nào?
tại sao lại đặt vấn đề khai thác sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long? Thì các em thấy rằng là qua kiến thức đã học ở phần 1 và mục 2, các bạn hãy trả lời cho cô như sau. Thứ nhất là do đồng bằng sông Cửu Long có nhiều ưu thế về tự nhiên và đang được khai thác mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các ưu thế về tự nhiên đó là gì? Thì các em đã học ở phần A, thế mạnh của mục 2 nhỏ, đất, nước, khí hậu, tài nguyên thiên khoáng sản. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long còn có khá nhiều hạn chế, diện tích đất nhiễm phèn nhiễm mặn lớn, mùa khô kéo dài và mùa khô thì rất sâu sắc, tình trạng xâm nhập mặn diễn ra. Lý do thứ ba là vì tài nguyên của đồng bằng sông Cửu Long chưa được khai thác hợp lý, trong đó đặc biệt là tài nguyên rừng đang có nguy cơ suy giảm. Vì vậy, việc sử dụng cải tạo tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long là vấn đề cấp bách để đảm bảo sự phát triển bền vững. Do đó, các biện pháp cải tạo, sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long, đó là những biện pháp nào? Các bạn quan sát vào sách giáo khoa mục 3, các bạn có thể gạch đầu dòng những nội dung, các biện pháp cụ thể. Biện pháp thứ nhất, đó là nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô. Tại sao vấn đề nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long? Thì như chúng ta đã biết là đồng bằng sông Cửu Long có một mùa khô kéo dài. Thứ hai là thiếu nước ngọt nghiêm trọng vào mùa khô. Diện tích đất phèn, đất mặn lại rất lớn. Cho nên người ta đã chia ruộng thành những ô nhỏ để tiến hành là thau chua rửa mặn. Đồng thời nhân dân đây còn có thể sử dụng nước ngọt của sông Tiền, sông Hậu dẫn vào qua kênh Vĩnh Tuế để thau chua rửa mặn của vùng đồng Tháp 10, tứ giác Long Xuyên. Các nhà khoa học đã tạo ra các giống lúa có khả năng chịu phèn chịu mặn trong điều kiện nước tưới bình thường. Đấy là về vấn đề số 1, biện pháp thứ nhất rất là quan trọng để khắc phục tình trạng hạn hán. Thứ hai, biện pháp thứ hai là phải duy trì bảo vệ tài nguyên rừng. Như ta đã biết là tài nguyên rừng của đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là rừng ngập mặn và rừng tràm. Vấn đề duy trì bảo vệ tài nguyên rừng có vai trò rất quan trọng, đó là đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái và hạn chế tình trạng xâm nhập mặn. Thứ ba, cái việc khai thác sử dụng tài nguyên của đồng bằng sông Cửu Long không thể tách khỏi hoạt động kinh tế của con người bằng cách là chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ví dụ như phá thế độc canh cây lúa ở những vùng có thể có điều kiện để trồng được các loại cây ăn quả, thì chuyển sang trồng các loại cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế cao. Những vùng ngập mặn thì có thể biến thành những vùng nuôi tôm, nuôi cá hay nuôi trồng đánh bắt thủy sản và đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến. Đối với vùng biển thì chúng ta kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo để tạo thế liên hoàn trong phát triển kinh tế. Biện pháp tiếp theo đó chính là chủ động, nhân dân chủ động chung sống với lũ và khai thác các nguồn lợi từ lũ mang lại. Nhưng ta biết là với đồng bằng sông Cửu Long, lũ xảy ra thường xuyên, khác với đồng bằng sông Hồng và các vùng khác là lũ chỉ xảy ra khi có mưa bão. Nhưng với đồng bằng sông Cửu Long thì không chỉ là vào mùa mưa mà lũ còn có thể xảy ra do chiều cường, cho lũ xảy ra thường xuyên. Và khai thác các nguồn lợi do lũ mang lại, ví dụ như là chúng ta có thể là người ta gọi là khai thác cá này, rồi là bồi đắp phù sa, vân vân. Cô có thể tổng kết lại nội dung bài học hôm nay qua sơ đồ sau đây. Thứ nhất, về thế mạnh của đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, chúng ta thấy có về tài nguyên đất là tài nguyên quan trọng hàng đầu, có 3 nhóm chính, trong đó đất phù sa ngọt là có vai trò quan trọng nhất. Về khí hậu, từ chìa khóa là khí hậu mang tính chất là cận xích đạo, sông ngòi dày đặc, kênh rạch chằng chịt. Khoáng sản thì có một số loại như đá vôi, than bùn, dầu khí. Sinh vật thì có rừng tràm, rừng ngập mặn. Tài nguyên biển thì có nhiều tôm, cá và diện tích nuôi trồng thủy sản lớn. Bên cạnh đó thì còn có những khó khăn. Thứ nhất là mùa khô kéo dài, diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn. Một số loại đất thiếu dinh dưỡng, khoáng sản ít và thiên tai đó là lũ lụt và hạn hán. Từ đó có các biện pháp sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên. Biện pháp quan trọng hàng đầu đó chính là nước ngọt, là giải pháp quan trọng hàng đầu để thau chua rửa mặn, tạo các giống lúa mới chịu phèn chịu mặn trong điều kiện nước tưới bình thường, duy trì bảo vệ tài nguyên rừng
Và về hoạt động kinh tế của con người thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế sống chung với lũ, kết hợp biển đảo, đất liền. Nội dung chúng ta bài của bài chúng ta đã tìm hiểu xong. Bây giờ các em với những nội dung kiến thức đó, các bạn vận dụng để làm một số câu hỏi sau đây. Thứ nhất, câu 1, mời các em đến với câu hỏi số 1. Loại đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. A. Đất phù sa ngọt. B. Đất phèn. C. Đất mặn. D. Đất khác. Thế thì các bạn đã dựa vào sơ đồ về các nhóm đất chính, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là đáp án B, đất phèn với diện tích là 1,6 triệu hectare. Câu số 2. Loại tài nguyên quan trọng hàng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long là A, đất. B, khoáng sản. C, nước. D, khí hậu. Đáp án chính xác đó chính là đáp án A, tài nguyên đất. Mời các em đến với câu hỏi số 3. Biện pháp hàng đầu để cải tạo vùng đất chua mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là A, giải quyết tốt vấn đề thủy lợi. B, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. C, sử dụng các loại phân bón thích hợp. D, tạo ra các giống lúa chịu phèn chịu mặn. Vậy thì dựa vào kiến thức đã học, chúng ta thấy là câu hỏi trọng tâm câu hỏi là để cải tạo các vùng đất phèn, đất chua, đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, thì các bạn thấy đáp án chính xác ở đây chính là giải quyết tốt vấn đề thủy lợi. Mời các em đến với câu hỏi số 4, trích từ đề thi minh họa năm 2020. Khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là A, diện tích rộng, địa hình thấp. B, mùa khô kéo dài, thiếu nước ngọt. C, bề mặt bị cắt xẻ, nhiều kênh rạch. D, nhiều loại đất, đường bờ biển dài. Vậy đáp án chính xác ở đây chúng ta thấy đó là mùa khô kéo dài, thiếu nước. Mời các em đến với câu hỏi số 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của đồng bằng sông Cửu Long? Các bạn chú ý, đặc điểm không đúng. A, lượng mưa nhỏ, tập trung từ tháng 11 đến tháng 5. B, chế độ nhiệt cao, ổn định với nhiệt độ trung bình năm là 25 đến 27 độ C. Tổng số giờ nắng trong năm là 2.200 đến 2.700 giờ và khí hậu cận xích đạo. Vậy các em đã học về thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long về khí hậu. Chúng ta thấy đáp án B, C, D là đặc trưng về khí hậu. Vậy phương án không đúng ở đây, lượng mưa nhỏ là chưa chính xác. Chúng ta chọn đáp án A. Mời các em đến với câu hỏi số 6. Biện pháp nào sau đây không phù hợp với việc cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long? Không phù hợp. A, lai tạo các giống lúa chịu phèn chịu mặn. B, đẩy mạnh khai thác các nguồn lợi từ lũ mang lại. C, chia ruộng thành những ô nhỏ nhằm thuận lợi cho thâu chua rửa mặn. D, tăng cường khai phá rừng ngập mặn nhằm mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Vậy người ta hỏi là biện pháp, câu hỏi hỏi như sau là biện pháp nào sau đây không phù hợp với việc cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long? Chúng ta giả soát đáp án A, lai tạo các giống lúa chịu phèn chịu mặn thì đây là biện pháp đúng, chúng ta không chọn. B, đẩy mạnh khai thác các nguồn lợi từ lũ mang lại cũng là biện pháp đúng, chúng ta không chọn. C, chia ruộng thành những ô nhỏ nhằm thuận lợi cho thâu chua rửa mặn, đây cũng là biện pháp đúng, chúng ta không chọn. Vậy đáp án không chính xác ở đây chính là tăng cường khai phá rừng ngập mặn nhằm mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản là chưa chính xác. Mời các em đến với phần tiếp theo đó là vận dụng mở rộng. Qua những kiến thức đã tìm hiểu ở trên, về nhà các bạn có thể cho chúng ta biết dựa vào các cái đặc điểm tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long, phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai là tại sao tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp. Vâng, bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.